All the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been turned to hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Và hiện tại thì anh I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Mental health is confidence, dreams is a modest thing. So I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Giúp Trần Hiếu nó mang thai đó. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Ổn định kinh tế cho bà con dân. Thì bà con có thể tìm hiểu thêm về cái mô hình liên kết chăn nuôi heo rừng theo hướng sạch ha, và thông tin công ty, các nhiệm vụ hạn sản xuất, thương mại và dịch vụ heo rừng trên các trang truyền thông nè, báo đài, thời sự nè, Facebook, Zalo và YouTube. Nếu có thắc mắc gì thêm về mô hình thì bà con có thể liên hệ số hotline ha. Và nếu thấy video này hay á thì bà con nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem nhiều video hơn nha. Cảm ơn mọi người. Món lè ha, một chai món lè. Dạ. Lâu có cái cây sắt bẻ cục vô gì nè. Rồi. Rõ ràng luôn, chụp rõ luôn. Rồi rồi, thôi thôi đấy. Là không bao giờ á trùng ha, thuốc sát trùng, thịt gà vịt chăn nuôi á. Khoảng 100.000 lít thôi. Không đừng mua mắc tiền. Đầu Việt Nam xài được rồi. Rồi rồi. Là diệt trùng. Khoai vô bình xịt định kỳ tuần lần thôi. Rồi.
bắn từ đây trong nhà bắn thẳng ra đường đi vô chuồng heo quơ quơ giống cho nó sát trùng dài. Như phần tao đi dép ra ngoài là riêng, mà dép vô tao vô chuồng là riêng, nó tao cũng kỹ đi vậy. Chúng còn còn sao? Rồi, quay hướng dẫn tao. Chứ còn chứ bữa hả mấy lần con còn giống là bỏ 15 ngày. Từ ngày lên giống bỏ 15 ngày. Bỏ 14 ngày chứ. Tới ngày thứ 15 bắt đầu cho nó ăn con chín. Dạ con cảm ơn. Chứ chín đầu gì lộn. Là ăn cho một tuần. Đúng rồi. Chú chín là liên tục một lần, còn hồ vịt lộn một cách ngày ăn cử, cách ngày chín đó rồi bắt đầu nó lên là gieo. Đúng rồi, một trăm bốn tầng bắt cho con cái luôn cơ gần sao, rồi bắt thêm vài con cho đủ một chục rồi xong rồi nghỉ luôn á Sài Gòn rồi về đây cứ vợ mà hút cứ vợ con không biết nha, con nói thêm nha. Mới cười tao vừa cái mặt tao lộ mẹ, không có nào nữa mẹ. Cái này đồng dân không? Tao mến khách không? Vậy là trách nhiệm của các bạn là phải đi chích heo cho đàng hoàng, phải chăm sóc cho tốt. Mình làm mô hình này nó phát triển chứ không phải đi dụ người ta, thực tế là vậy. Người ta có công ăn việc làm, có cái nguồn thu nhập, phát triển được kinh tế gia đình, ổn định được kinh tế hộ, người ăn có nguồn hàng sạch để ăn, công ty có nguồn hàng để bán, và anh em kỹ thuật thú y thì có công việc để làm đó, thì đó là tâm huyết của mình nằm ở đó. À, các bạn có yêu thích cái kênh thì hãy gọi cho Phước Heo Rừng đó, qua kênh Phước Heo Rừng trên YouTube nha. Số điện thoại là 0966 496 488 đó, mọi kênh